Miệt thứ cần bán 100 củ hủ dừa của chú Lê Hữu Vinh tại xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Gà đá hả? Đây là gà đá nha mọi người. Nhưng mà có bán không? Có bán gà đá nha. Nhưng mà điều quan trọng là hôm nay chúng ta sẽ đi xem củ hủ dừa vườn chú Vinh tại Đông Hưng B. Và chú đang cần bán 100 gốc. Ủa là mai này là trồng chơi hả chứ? Cái nhà này để gì chứ? Có gà không? Hết gà rồi. À chưa lùa vô hả? Tối mới vô là gà con, gà lấy thịt hả? Gà đá không à? Xạ nhiều á, nhưng mà phải cắt lá đúng không? Chứ để nhiều quá. Và đây là vườn dừa trồng lấy trái của chú Lê Hữu Vinh, cư ngụ tại xã Đông Hưng B, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang. Vườn dừa đã có 3 năm tuổi, hiện tại chú chuyển đổi cây trồng nên cần bán số lượng 100 cây dừa lấy củ hủ dừa. Củ hủ dừa còn gọi là đọt dừa là một trong những loại đặc sản của miền Tây sông nước. Đây là phần loại non nhất của ngọn trên thân cây dừa. Loại khi tách vỏ có thể ăn sống, làm gỏi, các món xào, chiên hay xấy khô, có vị giòn và ngọt. Theo thông thường, để lấy được đọt, nhà vườn sẽ tìm những cây dừa đã lão hóa, không đạt năng suất. Người hái chèo lên ngọn đốn lá và trái dừa trước khi hạ xuống. Ngọn dừa được cưa gọn rồi chặt hết lớp vỏ, cuốn lá, hoa trái, chỉ giữ lại phần đọt. Và dừa tại vườn chú Vinh là giống dừa sim lùng chưa ra quả. Một củ hủ dừa tại vườn có trọng lượng trung bình từ 3kg đến 5kg. Loại lớn có thể đạt trên dưới 7kg một củ loại trắng. Chú Vinh cho biết hiện tại gia đình chú có bán lẻ theo đơn đặt hàng của người mua. Tức người mua sẽ đến trực tiếp vườn chọn cây dừa to hay nhỏ khác nhau. Người làm sẽ chặt ngay tại chỗ, bóc vỏ, cân kg với giá bán 50.000 đồng trên một ký. Vậy nên bà con mình muốn mua củ hủ dừa theo kg hay thương lái mua cả vườn, vui lòng liên hệ trực tiếp theo số điện thoại hiển thị trên màn hình. Dừa sạch phải không? Do cái dao này phải cái mũi dài hơn. Cái này mũi ngắn.
con không có nhớ lớp 9 con đi mất tiêu rồi. Đi lâu dữ vậy? Lớn nhưng mà bây giờ không nhớ luôn á. À. Đặt công cây dao rồi, bây giờ cố lên. Lỗ cây dao rồi nè. Lỗ cây dao. Cái này làm nó xèo là bá tiếng rồi. Xuất sắc.